Alo, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 của đề thi tuyển sinh tỉnh An Giang. Video lần trước chúng ta đã giải phần 1, phần đại số liên quan đến đại số. Và video lần này sẽ liên quan đến phần hình học. Ta bước vào câu 4. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các đường cao AE, BF và CN cách nhau tại H, tức H là trực tâm. Ý A, chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp. Để tiện cho bài toán, cho cách giải, thì anh đã kẻ sẵn hình. Ở đây, ta có tam giác A, B, C. Và có các đường cao tương ứng là BF, AE và CN cách nhau tại H. H lúc này là điểm màu đỏ, là trực tâm, là giao điểm của ba đường cao. Rồi ý A. Ý A đề bài yêu cầu chứng minh tứ giác HFCE nội tiếp. Rồi, thì câu này khá đơn giản thôi. Các bạn có cái góc H FC bằng cái góc HEC bằng 90 độ, đúng chưa? Và hai góc này là hai góc đối nhau nữa nè. HFC cộng góc HEC bằng 180 độ. HFC hả? Và HEC là hai góc đối nhau, đúng chưa? Đấy, thì từ những này ta suy ra được tứ giác HFCE nội tiếp. Đó, đây là gợi ý cách giải. Nội tiếp đường tròn. Rồi, ta chuyển qua câu B nha. Đây là gợi ý cách giải của câu A. Ta chuyển qua câu B. Câu B. Ta quay lại đề một xíu. Kéo dài FE cách đường tròn đường kính BC tại M. Chứng minh BM bằng BN. Và ta quay lại hình vẽ. Ta vẽ đường tròn đường kính BC. Đây, cái điểm màu xanh. Anh đặt tên cho điểm này là điểm điểm O ha. Đó, đường tròn tâm O. Được chưa? Đường tròn tâm O bán kính là OC, OB. Ta nối dài, kéo dài FE thì cách cách đường tròn này tại điểm điểm M. Ở đây anh ghi là điểm M nhé. M. Và người ta kêu chứng minh BM bằng cho BN, tức là hai đoạn màu xanh ở trên hình. BM bằng cho BN. Rồi, vậy thì các bạn dựa vào một ý của câu A, đúng chưa? Dựa vào ý của câu A. Ở câu A ta đã chứng minh nè. Câu A ta chứng minh được tứ giác HFCE nội tiếp, đúng chưa? Nội tiếp. Vậy thì các bạn suy ra được nè. Đây nè, cái tứ giác HFCE anh tô màu cho nó là màu đỏ. Thì các bạn thấy cái góc F màu tím không? Góc F tím nha. Góc F tím sẽ bằng cái góc C tím, được chưa? Bằng cái góc C tím. Vì sao? Vì nó cùng chánh nè, cùng chánh cái cung cung HE, được chưa? Đó. Cùng chánh HE. Rồi, tiếp theo. Lại có
Đấy nhờ, lại có ép tím. Đó, chắn. Chắn cung nào? BM. Chắn cung BM. Được chưa? Chắn BM. Rồi sao nữa? C tím. Chắn cung nào? BN. Đấy. Nếu ta xét trên cái đường tròn nhé. Xét trên cái đường tròn gì? Đường tròn tâm. Tâm ô đó. Đây, để có được điều này, đúng không? Để có được điều này thì trước tiên các bạn phải đi chứng minh. Ta phải chứng minh ta chứng minh gì? B N F C, đúng chưa? Tứ giác B N F C. Nội tiếp đường tròn O. Đấy, còn thực chất cái điều trên này này ta chưa có, được chưa? Tại vì F, điểm F đã thuộc đâu? Điểm F đã thuộc đường tròn đâu? Đúng chưa? Nên giờ ta phải đi chứng minh. Thì chứng minh tứ giác này nội tiếp thì cũng rất đơn giản, đúng không? Ta có cái góc BNC này bằng cái góc BFC và bằng 90 độ. Đấy. Hai góc này cùng chắn hay là cùng nhìn? Đó, cùng nhìn BC, cùng chắn BC, được chưa? Cùng chắn cái cung BC. Nên ta suy ra tứ giác BNFC nội tiếp đường tròn tâm O. Đó, các bạn phải đi làm cái bước bước này là bước 1 này. Xong rồi đến bước số 2. Bước số 2 ta có gì? Ta có ở từ cái điều A suy ra đặt là 1 nhé. Bước số 2 ta có là ép tím. Đấy, ép tím sẽ chắn cái cung nào? Chắn cung BM. Và C tím chắn chắn cung BN, được chưa? Đây, ta đặt đây là số 2. Từ 1 và 2 ta suy ra được cái cung BN sẽ bằng cái cung BM. Đấy. Tại vì hai góc chắn những cái cung này bằng nhau, tức là F tím bằng C tím, ta đã chứng minh được, ta suy ra được từ ý A. Và hai cung bằng nhau, suy ra hai dây cung cũng sẽ bằng nhau. BN bằng B, BM. Đây là điều phải chứng minh. Vậy là ta đã giải quyết xong câu B. Ta chuyển qua câu tiếp theo là câu C. Biết AH bằng BC. Tính số đo góc A của tam giác ABC. Rồi, thì để giải được câu này, ta quay lại hình vẽ. Ở đây anh cũng đã ký hiệu hai cái đoạn màu đỏ, tức là đoạn AH và đoạn BC. Giả thiết đề bài cho là AH bằng BC và đề bài yêu cầu chứng tìm cái góc A này, tìm cái góc A này. Nếu dựa vào giả thiết. Rồi, vậy để giải quyết câu này, anh sẽ xét tam giác AHF và tam giác B CF. Hai tam giác này là hai tam giác vuông, được chưa? Có cái góc AFH này
bằng cái góc BFC, được chưa? Cùng bằng 90 độ. Rồi lại có góc FCB, đúng chưa? FCB bằng góc FHA. Đó, FHA. Đó, cái này các bạn có thể giải thích là tứ giác FCEH nội tiếp, được không? FCBH nội tiếp. Đây, anh sẽ mở ngoặc nhé. Vì FCEH là tứ giác nội tiếp nên ta có cái góc FCE cộng cho cái góc FHE sẽ bằng 180 độ, đúng không? Rồi, tiếp tục nè. Mà lại có cái góc FHE. FHE cộng cho cái góc FHA. Đấy, cũng bằng 180 độ vì đây là một cái đường thẳng, đúng không? Đây, hai góc này cùng cộng với một lượng là FHE thì nên suy ra chúng bằng nhau, được chưa? Đó là anh giải thích thêm. Vậy từ đây ta đã suy ra được tam giác AHF đồng dạng với tam giác BCF theo trường hợp là góc góc. Và anh suy ra cái tỷ số đồng dạng, đúng không? AH này trên cho BC sẽ bằng AF trên cho BF bằng cho HF trên cho CF. Và các bạn để ý, đề bài cho AH bằng BC, AH bằng BC, AH tức là đoạn màu đỏ này, BC cũng là đoạn màu đỏ. Vậy AH mà bằng BC thì suy ra có phải là 1, đúng chưa? AH chia BC sẽ bằng 1 và bằng AF trên cho BF. Đấy, mà AF trên cho BF mà bằng 1 thì ta suy ra luôn là AF sẽ bằng bằng BF, đúng không nào? AF bằng BF. Rồi ta lại xét cái tam giác AFB vuông tại đâu? Vuông tại F. Có cái gì? Đây nè, có cái điều ta vừa mới suy ra này. Có AF bằng BF. Đấy. Nên ta kết luận vậy. Tam giác AFB vuông cân tại F. Mà tam giác AFB vuông cân tại F thì ta suy ra cái góc góc A, tức là cái góc BAF sẽ là bằng cái góc FBA và bằng 45 độ. Đấy, vậy ta kết luận vậy. Nếu AH bằng BC thì cái góc BAC cũng là cái góc BAF đây này là bằng 45 độ. Được chưa? Vậy là ta đã giải quyết xong ba câu. Ở đây anh sẽ thử kéo dài AH lên nha. Đó, để cho nó bằng BC, gần xấp xỉ bằng BC. Thì các bạn thấy cái tam giác BCF này này, đấy là tam giác cân, được chưa? Hai đoạn màu đỏ này mà nó bằng nhau đấy, thì BCAFB là tam giác cân. Tam giác cân thì có cái góc BAF bằng 45 độ như chúng ta vừa tính được. Vậy là ta đã giải quyết xong câu 4. Giờ ta chuyển qua câu 5, một bài toán thực tế.
Một chiếc đu quay có bán kính là 75 cm. Tâm của vòng tròn quay ở độ cao 80 m so với mặt đất. Thời gian thực hiện mỗi vòng quay là 30 phút. Đấy, tức là thời gian thực hiện quay một vòng là 30 phút. Nếu một người vào cabin là ở vị trí thấp nhất đây nè, ở cái điểm A này nè, thì hỏi sau bao lâu? À, thì hỏi nếu quay 10 phút thì người đó ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất? Đó. Vậy thì một vòng đấy tương ứng với 30 phút đúng không? 30 phút thì tương ứng quay được một vòng là 360 độ. Được chưa? À, vậy thì 10 phút sẽ tương ứng với quay được 120 độ. Tức là từ điểm A này nó sẽ quay được một góc đến một cái điểm A phẩy, tức là bạn quay được 1 phần 3 cái vòng quay. Điểm A phẩy đây. Được chưa? Điểm A phẩy là cái góc này là 120 độ này, được chưa? Rồi. Và đây là mặt đất nè. Mặt đất giống xuống ở đây ta có điểm M như hình vẽ. Và ta đã biết bán kính OA tức là 75 mét đấy, được chưa? Và từ cái ta giống qua đây. Từ cái điểm này ta đặt tên là điểm điểm T đi, đúng không? Điểm anh đặt tên là điểm H nhé, điểm H OH mà giống xuống đúng chưa? Đấy. Đấy cũng chính bằng đoạn OM này này, H mà giống xuống cũng chính bằng đoạn OM thì là bằng 80 mét, được chưa? 80 mét. Và người ta hỏi là khi mà quay đến cái điểm A phẩy này này thì sẽ cách mặt đất bao nhiêu đúng không? Thì cách mặt đất bao nhiêu đấy? Vậy thì ta phải giống từ A phẩy xuống. Ở đây ta có một cái chỗ vuông góc này, được chưa? Vuông góc với đoạn OH. Đấy, và vuông góc với mặt đất. Rồi, đấy là khái quát hình vẽ. Và để tiện hơn cho bài toán thì anh đã vẽ hình sẵn rồi. Đây, các bạn cùng quan sát hình vẽ nha. Và người ta hỏi độ cao đấy từ cái điểm A phẩy đấy, tức là sau khi quay được 10 phút đấy sẽ là bao nhiêu khi so với mặt đất, tức là bằng đoạn 80 mét như đề bài đã cho đúng không, cộng cho đoạn màu cam này là đoạn A phẩy T. Đoạn A phẩy T. Rồi, ta biết cái góc OAOT là bằng 90 độ này. Đó các bạn nhìn nó vuông góc được không? Tức là nó quay được 1 phần 4 đường tròn rồi đấy. Và tất nhiên cái góc còn lại là cái góc màu đen này, cái góc ô đen này này là bằng 30 độ. Và ta đã biết OA bằng OA phẩy bằng 75. Vậy ta chỉ cần áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông đấy, AT phẩy là vuông góc nè, vuông góc với điểm OH đây, điểm này nãy ta đặt tên là điểm H. Đấy, ta đặt tên là điểm H, được chưa? Vậy thì tam giác ta áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông OA phẩy T. Ta sẽ tính được đoạn màu cam, tức là đoạn A phẩy T. Đấy, và ta cộng với 80 là ra yêu cầu bài toán độ cao của điểm H phẩy đấy, so với mặt đất. Rồi, ta bắt đầu giải quyết nha. Ta có cái góc ô đen đúng chưa? Đây anh chỉ gợi ý cách giải. Đấy, ô đen sẽ bằng 30 độ này, được chưa? Vậy thì áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông O A phẩy T, ta có anh gợi ý cách giải và các bạn nên tự trình bày vào nhé.
sin của cái góc O đen á, sin O đen sẽ bằng đối, tức là cái đoạn màu cam là A phẩy T chia huyền là OA phẩy. Vậy thì sin 30 bằng cho A phẩy T chia cho 75. Suy ra A phẩy T sẽ bằng 37 phẩy phẩy 5 mét, được chưa? Rồi, và từ đây các bạn tính gì? Vị trí của A phẩy, tức là vị trí sau khi quay được 10 phút đấy so với mặt đất, độ cao so với mặt đất, vị trí của A phẩy so với mặt đất là, được chưa? Các bạn lấy đoạn A phẩy T này cộng cho 80 mét, được không? Bằng bao nhiêu nhỉ? 37,5 cộng cho 80. Đấy, từ đây các bạn ra được cái yêu cầu mà bài toán cần giải, được không? Câu này thật ra không hề khó. Đó. Các bạn mô hình hóa lại bài toán như thế này, như hình vẽ mà anh đã vẽ, thì chắc chắn sẽ giải ra được, đúng không? Vậy là ta đã kết thúc xong phần hình học của đề tỉnh An Giang. Đó. Và chúc các bạn thi tốt. Các bạn có thể like và share clip này cho nhiều người biết. Chào các bạn.